Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh có quảng trường hơn 100.000 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng quảng trường văn hóa, thể dục thể thao huyện Cần Giờ. Theo đó, vị trí khu vực quy hoạch thuộc thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ với tổng diện tích hơn 100.000 m2. Quảng trường sẽ là nơi tổ chức diễu hành hoặc tưởng niệm trong các sự kiện chính trị xã hội, lễ hội truyền thống trong tương lai. Quảng trường phục vụ nhu cầu tổ chức sự kiện, lễ hội truyền thống của người dân địa phương và du khách, gồm 3 khu chức năng chính và 1 khu phụ trợ. Khu quảng trường bao gồm phù điêu, kỳ đài, đài phun nước, sân khấu, quảng trường chính, đài quan sát, nhà đón tiếp và các hạng mục hỗ trợ. Khu phục dựng văn hóa lịch sử gồm nhà trưng bày và không gian phục dựng, tái hiện văn hóa lịch sử Cần Giờ. Khu phục vụ thể dục thể thao gồm căng tin, hồ bơi, sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông và 2 sân tennis. Khu phụ trợ có bãi xe, nhà quản lý chung, nhà vệ sinh, trạm bơm, bể nước, trạm điện, cây xanh và giao thông nội bộ. Ngoài quảng trường rộng lớn, Cần Giờ còn được quy hoạch là đô thị biển Cần Giờ, sẽ có công viên, sân golf, resort, sân vận động, tòa nhà 108 tầng, đưa nơi đây thành điểm giải trí, du lịch tầm cỡ khu vực. Cần Giờ rộng 71.300 ha với hơn 70.000 dân, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km. Đây là địa phương duy nhất của thành phố giáp biển với chiều dài 23 km, nhiều sông rạch, rừng ngập mặn và các điều kiện tự nhiên phát triển du lịch, đô thị nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. 5 năm trước, nơi đây được phê duyệt đồ án tỷ lệ 1/5000 quy hoạch khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, quy mô 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh. Mới đây, đồ án được huyện nghiên cứu điều chỉnh phù hợp thực tế. Điều chỉnh cục bộ đồ án khu đô thị Cần Giờ sẽ là cơ sở lập quy hoạch chi tiết và chuẩn bị công tác đầu tư, xây dựng. Quy hoạch khu đô thị biển Cần Giờ gồm 5 phân khu chức năng gồm: A. Trung tâm hội nghị, nhà thiếu nhi, văn hóa, công trình thương mại dịch vụ. B. Trung tâm văn hóa, thể thao, thương mại dịch vụ. C và D đều là công trình thương mại dịch vụ. E. Công viên, không gian công cộng, biển nhân tạo. Khu đô thị có quy mô hơn 228.000 người. Trong nhiều tháng nay, thông tin tập đoàn MSC TIL, tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới cùng đối tác Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, công ty cổ phần VIMC và Cảng Sài Gòn đề xuất đầu tư dự án cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế Sài Gòn tại khu vực quy hoạch khu bến Cần Giờ, cảng Cần Giờ vẫn không ngừng tạo được sự quan tâm. Đây là một dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, dự án có quy mô khoảng 7,2 km cầu cảng, tiếp nhận được tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay, 24.000 TEU, công suất thông qua 10 đến 15 triệu TEU. Trong hội nghị lấy ý kiến về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, có nhiều ý kiến ủng hộ việc xây dựng. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ không đánh đổi bằng mọi giá để phát triển các dự án mà có sự cân nhắc hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và các vấn đề về tài nguyên môi trường, những tác động của hệ thống đường bộ kết nối cảng đối với khu dự trữ sinh quyển hiện hữu sẽ được đặc biệt quan tâm. Theo ông Trần Tấn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng, Kỹ thuật Biển, Podcast, khu vực dự kiến xây cảng Cần Giờ tại Cù Lao Con Chó, xã Thành An, huyện Cần Giờ. Cạnh cửa sông Cái Mép Thị Vải, gần các tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông, vị trí xây dựng cảng Cần Giờ có nhiều lợi thế cạnh tranh, thu hút nguồn hàng quốc tế tới từ các quốc gia trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Brunei, Philippines, khu vực phía Nam Trung Quốc. Thời gian qua, hãng tàu MSC đang rất quan tâm, tìm hiểu, mong muốn tham gia hợp tác và đang tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nghiên cứu đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Từ 13 năm trước, khi báo cáo Bộ Tài chính về chủ trương xây dựng cảng trung chuyển quốc tế, tôi đã khẳng định Việt Nam hội tụ đầy đủ lợi nhuận về vị trí địa lý, mọi điều kiện, chỉ yếu về hãng tàu. Nếu không có đề xuất của MSC để làm được cảng trung chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đất nước cũng là rất khó, ông Phúc nêu quan điểm. Mediterranean Shipping Company MSC được thành lập từ năm 1970 bởi thuyền trưởng người Ý Gianluigi Aponte. Theo số liệu thống kê của công ty phân tích vận tải biển Alpha Liner, tính đến ngày 5 tháng 1, 2022, MSC đã sở hữu hoặc thuê lượng tàu có thể chuyên chở được 4.284.728 container, vượt qua tổng khả năng chuyên chở 4.282.840 container của Maersk. Cũng từ thời điểm này, MSC đã vượt qua Maersk để trở thành hãng vận tải đường biển chở hàng container lớn nhất thế giới sau 25 năm Maersk nắm giữ vị trí này. MSC đã hiện diện trên tất cả các cảng quan trọng nhất toàn cầu, cùng thị phần khoảng 18% trong ngành vận tải biển.
Theo các chuyên gia, điều đáng nói ở đây là kể từ tháng 1/2025, MSC sẽ ngừng hợp tác với Maersk, hoạt động độc lập, và hãng sẽ cần thiết kế lại mạng lưới vận chuyển của mình ngay từ lúc này. Trước đây, MSC sử dụng chung cảng trung chuyển tới Maersk là cảng Tanjung Pelepas, Malaysia. Nếu Cần Giờ được phát triển kịp thời và MSC được chấp thuận đầu tư, họ sẽ dịch chuyển lượng hàng trung chuyển về Cần Giờ. Tính tới thời điểm đầu năm 2023, MSC sở hữu hơn 700 tàu chở hàng, hơn 500 văn phòng tại 155 quốc gia cùng 180.000 nhân viên đang làm việc cho hãng. Các tàu chở hàng của doanh nghiệp giao thương trên 215 tuyến thương mại tại 500 cảng trên thế giới. MSC nổi tiếng với việc sở hữu những chiếc tàu có công suất chở hàng lớn nhất thế giới. Năm 2015, công ty nhận chuyển giao tàu chở container lớn nhất thế giới thời điểm đó, MSC Oscar, với công suất hơn 19.000 TEU từ tập đoàn DU. Tháng 3 năm 2023, hãng tiếp tục phá vỡ kỷ lục trên khi sở hữu thêm hai tàu chở hàng MSC Tessa và MSC Irina với công suất lần lượt là 24.116 và 24.345 TEU, cũng có thêm cho đội tàu vốn đã rất dày của MSC. Nhờ đó, công ty có thể tự hào khẳng định thương hiệu của mình là hãng vận chuyển container hàng đầu thế giới, với mục tiêu xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng ở mỗi quốc gia mà họ có mặt. MSC thực hiện hoạt động chở hàng của mình trên rất nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, gạo, cacao, đường, hóa chất, thực phẩm, khoáng sản. Các hoạt động về logistics tại các cảng biển cũng rất được chú trọng. Bên cạnh các tuyến đường thủy, các tuyến đường bộ và đường sắt cũng được MSC chú trọng đầu tư nhằm đa dạng và tối ưu hóa việc vận chuyển và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Thêm nữa, MSC cũng bắt đầu đầu tư vào vận tải hàng không như là một dịch vụ bổ sung cho mảng kinh doanh truyền thống, mở ra cơ hội đa dạng hóa hơn nữa cho doanh nghiệp. Cuối cùng, MSC tập trung vào áp dụng các công nghệ mới vào công việc kinh doanh, giúp khách hàng đặt chỗ, quản lý và theo dõi những lô hàng của mình một cách trực tuyến, đem lại trải nghiệm tốt hơn rất nhiều. Có thể thấy, bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống đang rất phát triển, MSC vẫn tiếp tục cải thiện và đưa ra nhiều giải pháp tối ưu hóa hơn nữa để phục vụ khách hàng. MSC xuất hiện tại vùng biển Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2003 và đã đầu tư rộng rãi vào các lĩnh vực vận tải hàng hóa trong nhiều năm. Tại khu vực miền Nam Việt Nam, MSC cung cấp dịch vụ vận tải hàng từ cảng Vũng Tàu tới các khu vực bờ Tây và bờ Đông Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc. Tại khu vực miền Bắc và miền Nam Việt Nam, công ty cũng cung cấp một vài dịch vụ trung chuyển hàng hóa tới Tanjung, Pelepas và Singapore và một vài khu vực khác. MSC hiện đang đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam ở các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn. Dự án cảng Cần Giờ được dự kiến sẽ trải qua 7 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2024 và đưa vào hoạt động vào năm 2040. MSC đánh giá dự án có tầm quan trọng rất lớn trong chiến lược của mình những năm tới đây. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.